Hôm nay Sammy sẽ dẫn mọi người đi thăm bảo tàng thiên nhiên của Oxford. Wow, nhìn lồng lộn quá ha. Giờ Sammy đi xe đẩy đẩy. Giờ đẩy Sammy vô. Là đồ sộ. Ở đây có bãi cỏ. Trời mưa, nó có một cái con đường lối mòn luôn. Trời mưa, có nhiều vũng nước. Sau đó mấy bé sẽ mang ủng đi ra bắt đầu lội bị bõm. Buổi sáng hôm nay có vẻ hơi vắng ha. Cuối tuần thì mới đông các bạn nhỏ. Trong tuần các bạn lo đi học, đi gửi trẻ hết. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô ha. Không biết mấy giờ mới mở cửa ta. Chắc đến giờ mở cửa. À không, do người ta đóng cửa thôi. Bây giờ mình để Bram bên này ha. Ai hơi xe bám. Ảnh xe bám xuống ha. Rồi, ok. Rồi, đợi mẹ. Rồi, mình sẽ để xe đẩy ở lối bên ngoài này ha. Sau đó thì có cổng đi vô, bước đi vô. Rồi Sammy dẫn mọi người đi vào đi. Ừ. Rồi, con bước vào. Wow, surprise. Hôm nay có khá nhiều hoạt động. Ừ, gấu. Cá sấu bên này xem. Có cá sấu bên này. Mama. Sam lại tiếp tục qua thăm cá sấu sông Nin. Công đoạn yêu thích của Sam. Khủng long hả? Khủng long đâu? Bên loài động vật có xương sống. Rồi Sam giới thiệu đi. Con cá gì vậy? Cá gì? Ơi, có con gì nữa đây? Con rùa. Con rùa từ năm 1831 luôn á. Trời ơi, con Rainbow Trout mà nhà mình hay ăn là nó có từ 1792 luôn á. Người ta đã mang vô đây rồi, hay quá ha. Ừ, cá. Bên này là sự tiến hóa của các loài cá. Con này hình như giống giống ở trong hồ cá rồi không xem. Bên này nữa nhiều loài cá. Cá gì vậy con? Cá gì? Rồi, bên này cũng có cá tiếp thôi. Rồi, đây là đà điểu. Bên này có rất là nhiều hoạt động cho các bé học trường tiểu học tới tham quan. Ừ. Đây là bộ xương của cá ngừ đại dương. Rồi, đây là một con khủng long siêu bự. Spa mà chị đứng ở dưới chóp luôn á. Rồi, mấy bạn nhỏ vô đây là mê luôn. Con gì vậy? Này là thuộc dòng tắc kè ha. Ừ. Rồi bây giờ sẽ Spam dẫn mọi người qua xem các loài chim ha. Trứng, có trứng chim.
Tiếp theo bên này, bên này mình có tổ chim yến nè, có tổ chim yến luôn á. Ờ, có rất là nhiều loài chim ha. Rồi bên này có cả động vật của Úc nè, và đẹp hơn thế là nguyên một bầy khủng long luôn. Mình có cả rùa. Ôi em kangaroo dễ thương quá à. Ồ con gì vậy? Ôi có gấu nè, có gấu cola nè. Đây gấu cola. Nó hơi chói nên mình quay hơi khó ha. Mình qua xem cua khổng lồ đi xám. Ồ, đây là trứng khủng long. Trứng khủng long từ 145 đến 66 triệu năm về trước. Ôi, bây giờ mình sẽ qua cua khổng lồ của Nhật Bản. Đây là cua khổng lồ luôn á. Cua khổng lồ Nhật Bản á. Cua bự lắm luôn á. Sáu sông liên tiếp nè. Đây có rùa. Rồi bây giờ chị Spam dẫn mọi người qua thăm. Con gì đây? Con rùa rất là bự. Con rùa bự quá. Đây là loài chim gì? Giống... À thôi mẹ không quay nè hả? Bye bye mọi người đi. Bye bye. Bye bye.